My xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Hôm nay My làm video, điều đầu tiên là My muốn hỏi thăm sức khỏe mọi người. Thời gian gần đây thì My có thêm một số việc, không có tập trung để mà làm video chăm chỉ như trước được. Tại vì mình phải chia thời gian ra, mọi người cũng thông cảm giúp My. Tại vì thường nếu mà My cũng biết cái tâm lý của mọi người á, mình theo dõi kênh á thì mình thích nghe cái video mới. Lâu lâu mà mình không thấy video mới á thì mình nghĩ là sao lâu rồi không ra video mới. Thì cái tâm lý chung á là ai cũng thích cái gì đó mới. Đó, tại vì cũng phát sinh một số việc cần phải làm á thì My cũng cố gắng gói ghém thời gian của mình trong 24 tiếng đồng hồ mà My phải sắp xếp, và mình phải chia trong 24 tiếng đồng hồ đó. Mình phải động não, mình cân nhắc làm sao để mà mình chia, mình sử dụng 24 tiếng đồng hồ đó. Điều nữa là cũng có nhiều người á, giống như là cái video của mình bây giờ hay xuất hiện nhiều á, thì cũng có người nói là bây giờ đi tới đâu thì cũng gặp bà này, mình xuất hiện nhiều quá thì cũng bị ghét mọi người. Nên là My thấy là thôi, giống như mình cái video mình ra nhiều quá thì người ta xem người ta cũng bị ngán á. Còn ai mà có cái sự thực hành theo những cái điều mà My chia sẻ trong video, an ủi động viên và cũng thương My chút xíu nào đó, mọi người cũng thông cảm. Giống như là cái duyên đã đến lúc á mà mình không thể ngồi ở nhà để mà mình làm video được đó, giống như tới lúc mà Phật buộc My là phải bước ra để mà làm những cái việc mà cụ thể thiết thực ở bên ngoài. Còn một điều nữa là My rất là nhớ mọi người, thật sự rất là nhớ. Giống như là mình sao ha, mình muốn làm video để gặp gỡ, chia sẻ với mọi người nhiều hơn nữa. Và cũng rất là muốn biết là trong thời gian qua thì mọi người có ứng dụng được, áp dụng những cái điều mà My chia sẻ vào đời sống của mọi người hay không, rồi nó có hiệu quả hay không, làm thay đổi được cuộc sống của mọi người chút xíu nào không. Thì thật sự là My rất quan tâm, My thật sự là muốn làm cái đời sống của mọi người á dần dần được tốt hơn, mà đời sống của mọi người có chút gì đó thay đổi, chuyển biến theo cái hướng tốt hơn, thì My thật sự rất là vui mừng cho mọi người và mong là mọi người sẽ ngày càng tốt hơn nữa để mà cái cuộc sống của mình được thoải mái, thuận tiện hơn, thì cái đời sống tâm linh của mình, cái nội tâm của mình cũng được bình an, được có một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là trong tâm mình có được cái sự nhẹ nhàng, thanh thản. Mà không phải là cái sự nhẹ nhàng, thanh thản đó là vì mình không làm gì hết, mình không phải bận tâm lo cho người này người kia, mình rảnh rỗi hoặc là mình vô tâm, chỉ sống vì bản thân mình thôi. Nên là mình không có thấy bận rộn gì hết, mình không có thấy cực vì mình chỉ lo cho bản thân mình. Thì cái sự thanh thản nhẹ nhàng đó là lại không đúng với cái điều mà My chia sẻ với mọi người và My muốn mọi người đạt được nha. Cái sự thanh thản nhẹ nhàng trong tâm của chúng ta là khi mà chúng ta bận tâm, chúng ta cực khổ, chúng ta lo cho người này người kia, chúng ta giúp người này người kia, chúng ta lăn xăng, mất thời gian, công sức, suy nghĩ, đầu óc, rồi những cái điều mà chúng ta lặng lẽ, âm thầm, chúng ta cố gắng, chúng ta làm vì người khác đó, vì giúp đỡ một cái người nào đó hoặc là làm một cái việc gì đó mà nó có ích cho nhiều người đó, không vì bản thân mình, thì tự nhiên á mọi người, những cái tâm bình thản á, bình thản nhẹ nhàng, rồi một cái niềm vui gì đó mà nó cứ nhẹ nhàng len lỏi ở trong tâm của mình á và trong cuộc sống của mình á, khi mà mình gặp những cái điều gì á khó khăn nè, hoặc là mình bị một cái áp lực gì đó, mình bị một cái trở ngại, một cái chướng duyên, cái phiền não gì đó, những điều mà người khác làm cho mình bị mệt mỏi, bị phiền não á, thì khi mà mình đã bận tâm vì người khác, bận tâm vì những cái điều chân chính, vì một cái lý tưởng gì đó, những cái việc, những cái hành động gì đó mà vì người khác, vì nhiều người, thì khi mà mình có cái tâm mệt mỏi á, thì tự nhiên lập tức là những cái điều mà mình làm á, gọi là cái phước á, nó sẽ lập tức đến.
truyền cho mình năng lượng tích cực, một cái năng lượng tích cực, một cái suy nghĩ tích cực, là mình lập tức mình sẽ trong đầu mình nó sẽ có hai cái dòng suy nghĩ. Một là trời ơi, tại sao tôi phải vất vả như thế này, tôi phải cực khổ như thế này, tôi phải mệt mỏi, tôi phải gồng gánh thêm nhiều việc, tôi tự đày đọa bản thân tôi ôm đờm, tôi tự ôm đờm thêm việc để làm gì cho tôi mệt như thế này đó. Khi mà mình có cái suy nghĩ đó thì lập tức mình sẽ có một cái suy nghĩ khác thoáng qua ngay và nó chặn đứng cái suy nghĩ vừa rồi, và lập tức mình sẽ có một cái suy nghĩ là không, những điều mà mình làm không là gì cả, không là cái gì cả, vẫn chưa đủ, vẫn chưa là gì so với những điều mà Đức Phật đã làm, các bậc thánh đã làm, và thậm chí trong cái thế giới hiện tại này có rất là nhiều người vĩ đại, có những bậc thánh đang âm thầm tận tụy hy sinh thời gian công sức của mình vì chúng sanh, vì cái việc mang chánh pháp đến cho chúng sanh khác. Những điều những vị đó làm trong âm thầm lặng lẽ không một ai biết hết, và thậm chí còn bị chống đối, bị những cái thế lực mà ngoại đạo chống đối khủng khiếp cực liệt. Những cái vất vả mệt mỏi mệt nhọc của mình, cái công của mình không là gì hết, không là gì so với cái sự hy sinh để giành được nền độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước, tự do dân chủ của ông cha ta. Những người lính yêu nước đã ngã xuống, những cái sự hy sinh đó vĩ đại thầm lặng, thì những cái sự hy sinh đó đối với những cái cực khổ của mình bây giờ mà mình thấy mình cực á, thì khi mà mình nghĩ đến những cái điều đó mình thấy mình không là gì hết, cái cực của mình nó không là không đáng kể. Khi mà mình cực á mọi người, mình vất vả mà vì người khác nha, vì người khác, nhiều khi mình giúp ai đó, mình làm cái điều gì đó, thậm chí là có người người ta còn không nói một lời cảm ơn cơ, thì người ta cũng đâu có biết ơn mình đâu đó. Cái người mà không biết nói lời cảm ơn là cái người không hề biết ơn. Có những người người ta còn chê là mình ngu thôi, mình ngu, mình đi lo chuyện bao đồng rảnh rỗi đó. Nhưng mà những cái người như thế á, mà mình lỡ mình giúp họ mà họ làm cho mình tức thêm á, họ quay lại họ còn nghi ngờ, thậm chí họ còn nói mình là đạo đức giả nữa thì thôi. Nhưng mà những cái điều mà mình làm đó, khi mà mình đã làm rồi đó, thì mình xác định là mình làm là vì vì cái gì, vì cái lương tâm của mình, vì cái điều mà mình hướng đến là một người mà sống vị tha đó, vị tha không vị kỷ. Mà những người nào mà họ càng nói hành nói tội đó, họ càng nói xấu mình, họ càng nghi ngờ cái sự giúp đỡ của mình đó, mình phải càng thương họ hơn, vì họ không có cơ hội để họ làm được những cái việc như mình đó. Tại vì họ chỉ biết bản thân họ thôi, họ không bao giờ mà họ nghĩ được là họ phải làm những cái điều như mình, và thậm chí họ còn cười mình nữa. Thì thôi, những người như thế coi như mình gieo duyên với họ, để mình nguyện là một lúc nào đó họ sẽ thay đổi. Trong khi mình giúp thì cũng có những người là họ cũng có cái lời cảm ơn mình, đúng không? Thì cái công việc của họ được thuận lợi, họ có cái sự biết ơn đó, mặc dù mình không muốn họ biết ơn mình, nhưng mà những cái điều mà mình mang lại cho họ và làm cho cái đời sống của họ được thuận lợi hơn, thì đó là những cái động lực để làm cho chúng ta có cái niềm tin, cái hy vọng để mà chúng ta cố gắng hơn nữa và có ích cho người khác đó. Khi mà chúng ta làm, chúng ta nghĩ như thế, tự chúng ta xua tan được những cái sự mệt mỏi. Như có những người á, mình bận rộn vì người khác, nhưng mà có những người á, thì người ta lại dùng thời gian để người ta sống vì bản thân người ta, suốt ngày chỉ quanh quẩn những cái việc cho bản thân mình, cho bản thân họ mà thôi, thì họ rất là đáng thương. Và mình nghĩ là mình làm là để mà mình làm thế cho những cái người đó đó mọi người đó, mình làm thế tại vì Phật đưa cơ hội đến cho mình để mình làm mà mình không biết trân trọng, mình than thở, mình nói là trời, sống vì người khác sao mà nó cực khổ quá, tại sao con phải vất vả như thế này đó, đúng không? Có nhiều khi là bản thân mi á, mi cũng thật sự là sám hối, là nhiều khi
bản thân Mimi cũng đã từng nghĩ những cái điều như thế nha. Nhưng mà sau khi mà Mi nghĩ như thế xong rồi, Mi cảm thấy là Mi vẫn còn cái sự ích kỷ rất là nhiều. Đó, khi mà mình nghĩ như thế là mình biết là mình còn ích kỷ. Rồi mình còn chấp chấp ý của mình, chấp công của mình đó mọi người. Đó, thật sự là những cái điều đó là nó ăn sâu trong cái tâm hồn của mỗi người chúng ta. Ai cũng ích kỷ vì bản thân mình hết, thật sự mầm mống mà ích kỷ á, nó rất là sâu dày và nó rất là đáng sợ. Mỗi khi mà Mi có cái tâm cảm thấy là trời ơi, sao mà mình không có thời gian ha, không có thời gian cho bản thân, thì lập tức á, là Mi phải sám hối liền. Ngay lúc đó trong đầu Mi khởi lên một cái ý nghĩa là con xin sám hối với Phật, là con vẫn còn nghĩ cho bản thân mình, con vẫn còn sống ích kỷ, con vẫn còn muốn hưởng thụ, vẫn còn muốn hưởng thụ cho bản thân mình. Đó, thì khi mà mình đã quyết tâm á, mình có cái con đường để mà mình đi, đó là cái con đường mà hướng về vô ngã, thực hành theo lời Phật dạy, thì thật sự là trong từng giây từng phút của mình á, mình không được quyền hết mọi người, thật sự là mình không được quyền sống vì bản thân của mình. Mà trong từng giây từng phút của mình, nếu mà mình phải vì bản thân mình, như là mình phải ăn uống ngủ nghỉ nè, ăn uống ngủ nghỉ, rèn luyện thể dục thể thao, hoặc là mình đi dạo, những cái sinh hoạt cá nhân trong đời sống hàng ngày của mình vẫn phải làm, đúng không? Mình vẫn phải làm. Ví dụ như Mi đây, Mi ngồi Mi trang điểm Mi trang điểm để mà Mi làm video á, thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Thật sự là Mi cũng sám hối về điều này, và Mi cũng suy nghĩ là làm sao mà mình phải làm cho nó nhanh hơn nữa. Một tiếng đồng hồ mình rút lại khoảng chừng 15-20 phút gì thôi, mình phải tận dụng thời gian từng phút như thế. Mà thật sự là sao, Mi ngồi Mi trang điểm thì không phải là Mi gọi là mình bào chữa cho bản thân mình, nhưng mà thật sự Mi ngồi Mi trang điểm là Mi nghĩ là mình phải lên hình một cách chỉnh chu, phải đẹp để người xem á, người ta nhìn, người ta nghe lời mà mình chia sẻ á, thì có thiện cảm hơn. Chứ mà xấu mà đi lên trên mạng mà nói chuyện chia sẻ thì người khác á, cái người bình thường không có chỉ trích người khác á, thì họ sẽ nói là bạn này cũng tự tin ha, xấu mà vẫn can đảm tung lên trên mạng như thế này. Còn những người mà người ta không nghĩ được như thế thì người ta sẽ chỉ trích, người ta nói là xấu mà làm màu đó, đúng không? Cho nên là rất là khó. Rồi ví dụ cái chuyện mà mình ăn mình ngủ cũng như thế, mình ăn mình ngủ mà mình nghĩ là ăn mình ngủ để cho mình có sức khỏe, để mình tiếp tục mình làm những cái việc có ích, làm được nhiều việc có ích hơn, thậm chí là mình đi dạo. Có những lúc là Mi dẫn con đi công viên dạo mà vừa đi Mi phải vừa chỉnh video. Nhiều khi là bây giờ là ở bên này là mùa hoa sakura nở rất là đẹp luôn, nở rộ rất là đẹp. Khi mà mình chỉnh video vậy mà đang ở một cái vườn hoa đẹp như thế này mà mình không ngắm thì rất là uổng, đúng không? Đó, mình không ngắm thì giống như là mình là cái con người mà vô tâm á mọi người, không có biết thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên, đúng không? Mình cũng bỏ thời gian mình nhìn, mình ngắm một chút xíu. Ngắm xong rồi thì mình thấy là không, mình phải quay lại mình làm việc tiếp. Không có cho phép mình là phải dùng cái thời gian để mà thưởng thức cái đẹp nó lâu như thế. Đối với bản thân Mi á, Mi rất là nghiêm khắc với bản thân Mi. Thật sự là nhiều khi là Mi cũng sợ á, là khi mình nghiêm khắc với bản thân mình quá như thế thì mình bị rơi vào là cái chấp á, chấp ý của mình á. Mình chấp là mình phải như thế, nhưng mà thật sự á là có những khi là chúng ta phải ra lệnh cho bản thân của chúng ta thật sự như thế mọi người. Có nghĩa là khi mà chúng ta mệt mỏi á, thì chúng ta bắt buộc chúng ta là chúng ta không được mệt mỏi. Không được mệt mỏi, mình tự mình ra lệnh cho bản thân mình và mình bắt buộc mình phải làm như thế. Tại vì khi mà mình không có một cái sự quyết tâm, mình không có một cái mệnh lệnh cho bản thân mình á, thì cái sự mà lười biếng á, giải đãi cấu trúc tâm lý của con người mình thích hưởng thụ. Ai cũng thích ngủ nhiều nè, ngủ nhiều. Ai cũng thích là được
được an nhàn, à, việc nhẹ lương cao, hoặc là ai cho mình đó thì mình nhận, chứ mình không thích cho. Nói chung là mình thích nhận, mình thích hưởng thụ, mình thích được vỗ về, mình thích được nghe cái lời ngọt ngào, mình thích được chiều chuộng, mình thích được vuốt ve, nói lời ngọt ngào, nịnh hót, khen ngợi. Rồi ăn thì cũng thích ăn ngon, mặc thì cũng thích mặc đẹp, thích đi du lịch, thích nhìn những cái gì đẹp. Và cái tâm là lười biếng, là thích ngồi không mà được nhận đó, được hưởng nhiều đó. Cái mũi thì mình cũng thích là mình ngửi cái mùi nó thơm đó, chứ mình không thích ngửi cái mùi nó hôi đó, đúng không? Cái gì mình cũng thích, cái gì đó mà nó phải tốt, phải đẹp, phải thơm, thì đó chính là những cái ngũ căn mà Phật buộc chúng ta, khi mà chúng ta tu thì chúng ta phải phá được những cái đó, chúng ta phải phá được những cái đó. Sắc thì chúng ta sẽ không chấp hình thức ở bên ngoài, ví dụ người xấu người đẹp thì tất nhiên người đẹp sẽ được cảm mến hơn, còn người xấu thì mình lại khó nhìn hơn, khó ưa hơn. Nhưng mà Phật buộc mình phải thương những người xấu, và mình phải thương nhiều hơn nữa đó, để mà mình phá những chấp đó của mình. Thì nhiều khi là My cảm thấy là mình còn bị vướng cái chấp này rất là nhiều luôn. Khi mà My cảm thấy là My nghiêm khắc với bản thân mình như thế, có nghĩa là mình vẫn còn cái sự phân biệt, là mình nghĩ là mình phải nghiêm khắc với bản thân mình có cái mình ở trong đó, có cái ta ở trong đó, mà mình không thể đối xử với mình giống như những người khác được. Đó là một cái lỗi mà My đang phải cố gắng sửa rất là nhiều. Tuy nhiên là có những điều á, là chúng ta phải bắt buộc bản thân của chúng ta phải tự ra lệnh cho bản thân của chúng ta là chúng ta phải làm như thế. Nếu mà mình không ra lệnh cho bản thân mình không bắt buộc bản thân mình thực hiện những cái điều đúng, đúng với đạo đức, đúng với nhân quả, đúng với những cái quy định của pháp luật, hoặc là những cái quy định của tập thể, đúng theo cái đạo đức, cái lương tâm của con người, mình sẽ bị rơi vào cái bẫy tự mình cho phép mình giải đãi. Giải đãi có nghĩa là mình tự mình cho phép mình lười biếng, đến đâu thì đến. Đó là gì? Đó là cái điều làm cho chúng ta tăng trưởng cái bản ngã của mình. Mình nghĩ là thôi kệ đi, mình cũng là người bình thường thôi, mình cũng như ai thôi, ai sao thì mình vậy là được rồi, chứ cần gì mà mình phải sống chi nó cực khổ. Thì ngày xưa có vài người bạn nói với My như thế, thì khi mà họ nói như thế thì My cũng cười thôi, chứ mình biết nói gì bây giờ, tại vì cái suy nghĩ của họ đã như vậy rồi, mà họ họ ở gần mình, họ sống với mình, mà họ không bị lay được những cái điều mà mình đang làm, những cái hành động mà mình đang cố gắng mình khắc phục bản thân mình để mình vượt lên bản thân mình, mà họ không lay được những cái điều đó. Mình phải tự nhìn lại bản thân mình, My tự nhìn lại bản thân My là không, khi mà mình sống với những cái người xung quanh mình mà người ta không bắt chước được những cái điều mà mình đang cố gắng, mình đang hướng đến, mình đang làm, thì một, có thể là cái việc mà mình đang làm chưa hoàn toàn đúng lắm đó, mình phải nghi ngờ lại chính bản thân mình, chứ mình không được trách người ta đó. Nhiều khi là những cái điều mà My đang làm cái thời điểm hiện tại này thì nó đúng, nhưng so với cái thời điểm khác thì nó lại sai đó, có những điều như thế. Và trong cái vũ trụ này á, những cái điều nó chỉ mang cái tính tương đối thôi, nó không có mang cái tính tuyệt đối. Nó đúng vào thời điểm này nhưng nó lại sai ở vào thời điểm khác, đúng không? My cũng đã chia sẻ nhiều cái quy tắc này rồi. Thì khi mà mình sống với người khác mà người ta không có bị lay những cái điều mà mình đang làm á, thì mình phải coi là bản thân mình, cái thứ nhất có thể là mình, một là mình chưa đủ phước nè đó, thì cái nội lực của mình, cái năng lực để mà lan tỏa những cái điều tích cực đó nó chưa được người khác cảm nhận rõ ràng, rõ rệt, mạnh mẽ, và chưa đủ lực để mà thôi thúc họ phải thay đổi đó, phải thay đổi, phải sống tích cực. Điều thứ hai đó là chưa chắc những cái điều mà mình làm là đúng đó, mình đừng có trách người khác, mà mình phải quay lại mình nhìn lại bản thân mình tự trách bản thân mình trước, mình nhìn lại cái con đường mình đi, mình phải biết hoài nghi chính bản thân mình. Mọi người đừng bao giờ mình tự tin, mình phải biết tự hoài nghi những cái điều mà mình đang làm, những cái suy nghĩ của mình,
những cái điều mà mình tiếp nhận đó, những cái điều mà mình thực hiện, những cái điều mà mình suy nghĩ mọi người. Đừng có để bản ngã đánh lừa mình. Thật sự là cái kẻ thù mà nguy hiểm nhất và cái kẻ mà độc ác nhất, xấu ác nhất không ai khác chính là bản thân mình mọi người. Mọi người làm ơn nhớ cái điều này giùm mi. Đây là cái nguyên nguyên tắc rất là quan trọng, rất là quan trọng luôn. Cái kẻ mà độc ác nhất không ai khác chính là cái bản ngã của mình, chính là mình, chính là mình. Tại sao? Cái bản ngã của mình lúc nào nó cũng đánh lừa mình hết, nó đánh lừa mình trong vô lượng kiếp như thế. Chính vì sao mà mình đau khổ? Vì mình vẫn còn bản ngã, và bản ngã mình nó rất là quỷ quyệt, nó rất là thông minh và nó rất là độc ác. Có những lúc đó là nó vỗ về mình, những cái suy nghĩ của mình nghĩ đó là những cái suy nghĩ đúng, những cái suy nghĩ tích cực, nhưng thực chất nó lại là những cái suy nghĩ của nghiệp, nó đến nó đòi mình, dụ mình, nó vỗ về mình để nó đánh lừa mình, để mình nghĩ à đó là cái suy nghĩ của tôi, cái suy nghĩ này là đúng, tôi phải làm như thế này, tôi phải hành động như thế này. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đừng có phán xét người khác, chúng ta đừng chỉ trích người khác, chúng ta đừng nhìn lỗi của người khác. Hoặc là có những cái người rất là độc ác như giết người, cướp của, khủng bố vân vân. Mình biết đó là cái hành động sai của họ, và những cái hành động đó cần phải được ngăn chặn, cần phải được tiêu diệt, cần phải dừng lại. Nhưng mà mình không ghét những cái người đó nha. Mình ghét cái hành động xấu ác, nhưng mà mình không ghét những cái người xấu ác. Nhớ, phải nhớ rất rõ điều này để mà mình không có bị cái nghiệp là mình nghĩ xấu cho người khác. Thì khi mà mình ở với người khác mà người ta không có bị lây nhiễm được những cái điều mà mình cho là đó là những cái điều tốt họ cần phải bắt chước, họ cần phải học hỏi đó, thì mình phải nhớ lại là chưa chắc những cái điều đó là những cái điều đúng đó, chưa chắc những cái điều đó là những cái điều đúng. Thứ ba nữa đó là, một là mình chưa đủ phước nè, hai là những cái điều đó chưa chắc là những cái điều đúng. Mình nghĩ nó là đúng nhưng mà đối với người đó thì họ lại không đúng, không đúng đối với họ, hoặc là không đúng với hoàn cảnh của họ, không đúng với căn cơ của họ đó. Có thể là mình đúng đó, nhưng mà khi mà mình bắt buộc họ làm như thế giống như mình đó, thì quá sức của họ so với cái căn cơ của họ, cái suy nghĩ của họ, cái phước và cái nghiệp của họ nó không có tương xứng, cho nên họ không tiếp thu được những cái điều đó để mà họ vận dụng vào cái cuộc sống của họ được, vận dụng để họ thay đổi bản thân họ được. Đó thì mình, trước khi mình trách người khác, mình phải tự trách bản thân mình trước. Có nghĩa là mình chia sẻ với họ, mình nói thẳng ra là mình muốn khuyên bảo họ để họ phải sống tốt hơn. Nhưng mà cái trình độ mà để mình chia sẻ, mình hướng dẫn người ta còn kém quá, còn dở quá, còn tệ quá. Cái cách mà mình truyền đạt, truyền tải để mình chia sẻ, mình khuyên bảo người ta, mình dẫn dắt, mình hướng dẫn người ta nó tệ quá, cho nên là người ta không hiểu, người ta không hiểu, cho nên người ta không có áp dụng, người ta cảm thấy là nó là một cái gì đó không có cần thiết, hoặc là quá sức người ta, và thậm chí có những người người ta còn ghét nữa, người ta ghét là à, làm giọng ta đây là hay, ta đây là giỏi, thầy đời vân vân đó. Trước khi mà mình chê người ta, mình trách người ta là tao muốn tốt cho mày đó mà tại sao mày không có biết tiếp thu, mày không có nhìn thấy được cái sự cố gắng của tao, cái lòng tốt của tao đó mày không có cảm nhận được, mày không thấy, mày là cái người không có biết suy nghĩ, không có biết cố gắng. Nhưng mà trước khi mình trách người khác, mình phải tự trách bản thân mình là cái trình độ của mình nó tệ quá, nó dở quá, cho nên là mình không có làm thay đổi được người khác đó, mình không tác động được vào tâm của họ. Rồi cái thứ ba nữa là cái nội lực của mình vẫn chưa vững đó. Cái nội lực của mình vẫn chưa vững là sao mọi người? Là mình vẫn còn những cái kẽ hở đạo đức ở trong tâm của mình đó. Mà những cái kẽ hở đó nó rất là nhỏ, nó rất là tinh vi, mà nhiều khi mình còn những cái kẽ hở, những cái lỗi lầm đó, ở trong tâm của mình đó, ngấm ngầm vi tế ở trong tâm của mình. Cho nên là một người mà khi mà mình còn kẽ hở trong tâm của mình về đạo đức, vẫn còn nhiều lỗi lầm, vẫn còn những cái tâm mà ích kỷ, xấu ác,
tham lam, bổng sẻn, hưởng thụ, vân vân. Đó là My đang nói bản thân My nha mọi người. My đang chia sẻ thật lòng, thật dạ về cái vấn đề mà My đang phải từng ngày chiến đấu với chính My á. Là My thật sự My sám hối. My kể mọi người có chê My hay là có cười My thì My cũng chịu thôi. Tại vì có một điều như thế này là ngày xưa là có một vị thiền sư đó, là trong chúng ông được mọi người kính nể kính trọng và ông không bao giờ sân với ai hết. Và chính vì cái sự mà không sân đó thì cái quy đức của ông á, nó lan tỏa ra đến người khác. Và có một hôm thì một người mà mới vào chúng á, mới xuất gia vào á, thì ông phải dạy việc cho cái người đó. Ông dạy việc cho người đó thì sau khi dạy việc xong á, tới giờ ngọ thì ông lập tức là ông lấy cái áo mà để mà làm lễ á, những cái lễ mà trang nghiêm á, thì mặc cái áo đó để mà làm lễ. Giờ ngọ thì mọi người chuẩn bị ăn cơm thì lại thấy ông đem cái áo đó để ông ra trước đại chúng mà ông sám hối. Ông sám hối, ông nói là vì ông đã sân. Ông đã sân mà mặc dù ông sân cái người kia không hề biết. Người kia không hề biết nhưng mà bản thân ông biết. Và ông biết là ông đã vừa sân vì một cái người mới tới mà họ không biết, mà ông dạy việc mà ông vẫn còn sân, mà chỉ bản thân ông biết thôi. Nó rất là vi tế, vi tế ở trong sâu trong tâm của mình thì đâu có ai biết, ngoài Phật và chư thánh thì đâu có ai biết, nhưng mà chỉ là như thế thôi. Mà ông cũng không cho phép, bản thân ông đã khởi lên cái ý niệm sân đó, ông không cho phép một ý niệm sân nhỏ nhất mà còn tồn tại trong tâm của ông. Một vị thiền sư rất là đức độ luôn. Và chính vì ông không chấp nhận một cái niệm sân, một cái lỗi lầm nhỏ nhất mà thậm chí là người khác nhìn vào không biết là ông đã vừa sân luôn, mà ông vẫn phải ra trước đại chúng để ông sám hối với đại chúng. Và khi mình sám hối trước đại chúng như thế, càng nhiều người càng tốt như thế, thì cái lỗi đó của mình nó mới từ từ nó dứt được, nó hết được, nó diệt trừ được mọi người. Cho nên là My thật sự là cái giải mà can đảm á, là My ai mà phát cái giải đó là My cũng dám My lên My nhận lắm đó thật sự. Tại vì My muốn nói thật cho mọi người biết là những cái lỗi của My như thế, mình vẫn còn những cái lỗi như thế. Mà khi mà mình biết được chính xác mình đang bị cái lỗi đó đó mọi người, mình sám hối với Phật, mình sám hối trước mọi người, sám hối trước đại chúng á, thì mình sẽ nhanh hết được cái lỗi đó. Khi mà trong tâm của mình mà vẫn còn những cái lỗi lầm á, nhỏ nhỏ, lặt vặt á, thì mình không chuyển hóa được tâm hồn người khác. Mặc dù mình rất cố gắng, mình rất nhiệt tình, và thậm chí là có nhiều khi là mình cũng có một cái điều gì đó mà người khác họ nhìn vào thì cũng bị thôi thúc thôi. Nhưng mà cái thôi thúc đó rất là nhẹ và không đủ để làm cho họ có cái ý chí để mà họ tự bản thân họ họ cố gắng để họ thay đổi, thì đó là cái lỗi của chính mình đó. Thì bản thân mình cũng như thế, mình cũng bị như thế. Cho nên là nhiều khi á, là có những lúc á, là My gặp những cái người mà trời ơi đất hỡi á, mà người ta cứ hành, người ta gọi là hại não mình á, thì My cũng từng nghĩ như thế, mà sao mà mình không có may mắn mình gặp được những cái người mà dễ thương, để mà họ họ có cái gì đó để cho mình học hỏi với họ đó, mà mình gặp những cái người mà họ làm cho mình mệt mỏi và mình phải bị khẩu nghiệp. Bị khẩu nghiệp là mình thấy mà mình không nói thì không được đó. Cái bệnh của My á, là cũng có thể là cái bệnh nói nhiều á mọi người, có nghĩa là thấy cái gì đó mà không được, mà My biết là đó là không nên, là một cái điều không tốt, thì My hay nói, My hay góp ý người ta. Mà ngộ nha, My cũng bị cái nghiệp thị phi rất là nhiều. Là vì sao? Vì cái bệnh này của My mang theo từ vô lượng kiếp trước đó mọi người. Có nghĩa là dù mà mình nói đúng cái lỗi của người ta, mình góp ý đúng cái lỗi của người ta, mình chỉ đúng cái lỗi đó của người ta và mình muốn người ta sửa lỗi đó, mặc dù mình nói đúng đó, nhưng mà mình vẫn bị cái nghiệp thị phi. Tại vì sao? Khi mình nói như thế chạm vào cái bản ngã của người ta,
chạm vào cái tôi của người ta. Mặc dù là người ta biết là mình góp ý là mình muốn tốt cho người ta đó, nhưng mà trước cái ý nghĩ là người ta biết là mình tốt đó, mình muốn tốt cho người ta, thì khi mà mình vừa dứt lời á, là cái cảm giác khó chịu của cái người mà nghe cái lời góp ý của mình á, người ta khó chịu liền, lập tức là người ta cảm thấy người ta bị tổn thương đó, đụng vào cái bản ngã của người ta, đụng vào cái tôi của ta. Tôi sống như vậy kệ tôi chứ mắc cái gì góp ý làm cái gì đó, đúng không? Đó, dù mình góp ý đúng đi nhưng mà mình vẫn mắc cái nghiệp là bị thị phi. Bị thị phi có nghĩa là bị người này người kia ghét á, cái người ghét mình nhiều hơn là cái người thương mình. Hoặc là mặc dù là mình cũng dễ thương á, mình cũng tốt bụng á, nhưng mà mình cứ bị người ta nghi ngờ cái lòng tốt của mình, cho mình là cái người đạo đức giả hay nói đạo lý vân vân đó. Là My kể cho mọi người đó, là My cứ bị suốt người này người kia nói là đạo đức giả, thích nói đạo lý, thích dạy đời, làm thầy đời, rồi bao đồng tào lao ôm đờm vân vân đó. My cứ bị như thế, và thời gian gần đây cũng vậy, làm video cũng vậy. Thật sự là nói là My không muốn trở thành người nổi tiếng đâu mọi người, thật sự. Và khi mà cái người đó họ comment ở dưới cái video của My á, họ nói là bây giờ đi đi đâu mở cái kênh nào lên nó cũng gặp bà hết á, thì My cảm thấy á là trời ơi, rất là buồn luôn. Tại vì khi mà nhiều người biết đến mình như thế á, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là được nhiều người biết đến là nó đang gần lên chạm đỉnh. Thì thường mà cái gì mà chạm đỉnh, nó lên tới đỉnh thì nó sẽ bị rớt xuống, đó là cái quy luật của tự nhiên đó. Cho nên là nhiều người biết đến mình á, thì nhiều người ghét mình hơn. Mà nhiều người ghét mình hơn á, thì sao? Mình từ từ mình sẽ bị chìm lại đó. Để trả lại, mình nổi quá thì mình bắt buộc mình phải xuống thôi, mình phải chìm lại thôi, để mà mình mới có cái sự cân bằng của âm dương đó mọi người. Cho nên là My thật sự My không muốn My nổi tiếng đâu, thật sự là như thế. Mà khi cái bạn đó nói như thế á, thì My cảm thấy là à, đã đến lúc là mình phải bắt tay vào mình làm nhiều hơn là mình ngồi ở nhà mình làm video, mình nói nhiều quá bị người ta ghét, cho nên cũng khổ tâm. Nói chung là mình nghe nhiều thì mình cũng chán, đúng không? Nghe nhiều cũng chán, với bản thân My cũng vậy. Bây giờ thật sự là My nói nhiều thì nhiều khi là My cũng nghĩ nha, à cũng tội nghiệp mọi người ha, những cái người mà đăng ký kênh cho My á. Thì My thật sự thật lòng My tâm sự với mọi người á, là nhiều khi My cũng cảm thấy là My thương mọi người, à tội nghiệp mọi người phải chịu đựng My á. Chịu đựng My. Không biết là mọi người có đúc kết được, có góp nhặt được những cái điều mà My chia sẻ và vận dụng được vào trong cái cuộc sống, cái đời sống hàng ngày của mọi người, để mà mình có cái điều gì đó may mắn hơn trong cái đời sống của mình hay không, cái nội tâm của mọi người có được chuyển biến gì hay không, thì My thật sự rất là muốn biết. Và My nghĩ là mọi người nghe My nói thì thật sự mọi người rất là tội nghiệp luôn, rất là đáng thương, vì nhiều khi là My nói cũng hơi bị nói nhiều á, nói nhiều rồi nhiều khi còn lặp lại những cái vấn đề mà đã nói rồi mà vẫn nói tiếp nữa. My mặc dù My biết á là cái vấn đề mình đã nói rồi á, nhưng mà sao, My có cái tính là mình muốn cho người khác nghe một cái điều gì đó là khắc sâu vào trong tâm mọi người, và sau đó là mọi người giống như cái đó là cái điều của mọi người luôn vậy đó, chứ không còn là của My nữa, của mọi người luôn. Và mọi người lấy cái điều đó để mà mọi người áp dụng vào cuộc sống của mình, thay đổi cái nội tâm của mình, thay đổi cuộc đời của mình, và mang cái điều đó, những cái điều mà My nói đúng với ý của Phật, đúng với nhân quả đó, đúng với chánh pháp. My hy vọng là My đã được nói đúng với ý của Phật, đúng với chánh pháp, đúng với nhân quả, chứ My không dám tự nói là mình nói đúng với ý Phật nha mọi người. Đó mọi người, hai cái này nó rất là khác nhau. My không hề có ý đó, nhưng mà My hy vọng là những điều mà My nói với mọi người, My chia sẻ với mọi người á, là đúng với ý của Phật. Và lúc nào My cũng cầu nguyện trước khi mà My làm video hết á, để mong là mình không có gieo tà kiến cho mọi người, thì mọi người mang cái tà kiến đó đi, mọi người sống một cái cuộc đời mà nó sai với nhân quả, thì My bị đọa địa ngục. My là cái người đầu tiên xuống địa ngục, và kế tiếp là mọi người đi theo My. Cho nên là My rất là sợ cái điều đó. Cho nên là khi mà My nói á, My có cái sự lặp lại là
My muốn nhắc lại, nhắc nhẹ cho mọi người nhớ để mà mọi người áp dụng những cái điều đó, để làm sao khi mà cái gì cũng vậy, nước chảy thì đá mòn đúng không? Đó, cục đá nó cứng như vậy, một cái vật mà mình nghĩ là không gì có thể bào mòn được, nhưng mà chỉ cần một cái dòng nước nhẹ nhàng mà nó len lỏi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, theo thời gian như thế thì cục đá nó cũng bị mòn đó. Cho nên là My đang áp dụng cái cách đó để mà làm lay động, thay đổi và đánh thức tâm hồn của mọi người, để làm cho mọi người có cái chánh kiến thật là vững, để mà chúng ta cùng nhau mỗi người góp một tay, mỗi người góp một chút sức, một chút công sức của mình, một cái hành động cụ thể thiết thực dù rất nhỏ, để chúng ta bảo vệ chánh pháp của Phật, bảo vệ luật nhân quả, bảo vệ điều thiện. Đó là cái điều mà vì sao mà My cứ lặp đi lặp lại, và My hy vọng là mọi người không có bị nhàm chán, và nếu mà ai mà nhàm chán thì cũng My cũng thành thật xin lỗi và mong mọi người hoan hỷ. Và My sẽ cố gắng hạn chế lặp lại những cái điều đó. Cũng qua cái video này á, thì My muốn chia sẻ với mọi người một điều rất là quan trọng, đó là bây giờ á, tràn lan ở trên mạng YouTube, TikTok, Twitter, tất cả các mạng xã hội, Facebook vân vân, thì khi mà mọi người xem á, những cái video có những vị giảng sư thu hút rất đông quần chúng luôn, thu hút giới trẻ rất đông quần chúng, nhưng mà lại giảng về tâm lý tuổi trẻ, hoặc là có những người còn giảng về tình yêu nữa, tư vấn tình yêu, hôn nhân, tình cảm vân vân. Nhưng mà những người đó lại sao? Mặc áo cà sa, nói thẳng ra là đội lớp tu sĩ, nhưng mà không phải là một người tu sĩ chân chính. Tại vì sao? My có làm những cái video ngắn á, để thời gian gần đây My làm rất nhiều những video đó, để My muốn làm một loạt như thế để cảnh tỉnh mọi người, cảnh báo mọi người, để thôi không là mọi người nghe những cái video đó thì những cái tà kiến á, mà nó vỗ về cái bản ngã của mình á, mọi người nghe, mọi người thấy hợp lý, mọi người tiếp thu và mọi người thấy đúng. Khi mà mình tiếp thu, mình cho đó là cái điều đúng, là nó đã vào cái dòng nghiệp nhân quả nghiệp báo của mình đã chấp nhận cái điều đó rồi, thì cái cuộc đời của mình á, cái nhân quả quả báo mình phải nhận rất là khổ, rất là khổ.